Rồi, hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay shop Đao Kiếm Phong Thủy của mình xin giới thiệu cho anh em một mẫu đao, đó là đao quan công ba khúc lối. Thì ba khúc lối thì để vào chi tiết thì anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đấy. Thì để vào chi tiết thì hình thức giao dịch thì mình rất nhiều video mình đã nói rồi, thì mình cũng nói qua một chút là bên mình mua hàng có cọc, hàng cấm, bên mình không cho kiểm. Anh em cần check uy tín nhá. Thì cứ kết bạn Zalo với mình, để bên mình sẽ gọi cho anh em video xem kho hàng bên mình. Đó. Xem có đúng như những gì trên video mình quay hay không nhá, hay là mình lấy video của ai lừa. Thì mình đây là mình để mẫu tạm đây cho anh em chiêm ngưỡng thôi, review cho anh em thôi. Còn đây thì còn rất là nhiều những cái mẫu này đang để đây rất là nhiều rồi, là mình chưa lối lại. Thì cây này mình đang lối lại rồi. Thì nó là ba khúc nhá. Lối lại nó là ba khúc thì nó có túi vào vỏ đựng cho anh em. Đấy, hai cái khúc lối đây, lối với cán, lối với lưỡi, thì nó thành ra một cái cây như này. Đấy, cây nào cũng có vỏ bao cho anh em đàng hoàng. Đó. Thì giá của cây này bên mình đang bán là 1,2 triệu. Anh em tin tưởng chuyển khoản thì bớt cho 200. Còn anh em hàng đến thanh toán thì cọc cho mình 100.000 thẻ Mobi nhá. Hàng đến thanh toán là 1,1 triệu. Cộng 100.000 thì anh em cọc là phí ship đấy anh em ạ. Đó, thì mình sẽ quay rõ hơn cho anh em. Trên thân nó được khắc một số một con lân, mây, khói các kiểu. Đó, nó dài. Cây này nó dài khoảng 1,5 m nha anh em nhé. Đó, ok chưa anh em? Đó. Đấy, thì anh em cần mua thì liên hệ với Zalo ở số điện thoại của mình là 0705 835 859. Đấy, hoặc qua Facebook thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em nhé, đường link Facebook của mình. Đó. Và anh em nhớ là cứ tìm mình thì anh em cứ kết bạn mình và cứ nhắn tin đi, mình sẽ trả lời cho anh em nhé. Em vào phần nhắn tin, nhắn tin thẳng với mình ấy, thì mình sẽ tư vấn cho anh em và hình thức giao dịch nhá, anh em không phải lo. Cái quan trọng là anh em có tin tưởng được mình hay không thôi. Đấy, còn lại hàng hóa bên mình không phải lo đâu anh em ạ. Nhá, mình bán sỉ chứ còn bán lẻ thì gọi là bán cho một số anh em tin tưởng thôi. Rồi ok. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhá. Rồi, xin chào. Cảm ơn anh em.